Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Thành Tích. Ngày hôm nay thì em gửi đến cho các bác một phiên bản đi nhà Seiko. Và một cái model này nó là một cái model cũng khá là đẹp đến từ nhà Seiko, và mức giá thành của nó hiện tại em để trên thị trường nó rất là rẻ. Cho nên là nếu như các bác nào thích những cái model này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Em sẽ đi vào đập hộp ngay cái con phiên bản Seiko này. Con Seiko này thì nó sẽ có đầy đủ hộp sổ giấy tờ cho các bác, new nhá, new full box, đầy đủ hộp sổ giấy tờ cho các bác về để cho các bác có thể xem, và các bác thích tìm hiểu nhiều hơn thì các bác có thể xem qua giấy tờ của cái con này. Và em sẽ đi đập hộp ngay vào cái chiếc đồng hồ này. Ở trước mặt các bác đây là một con phiên bản đồng hồ Seiko SRI 051 phiên bản mặt trắng. Và cái con này thì nó sẽ có cái gì? Trước mặt các bác đây là một con phiên bản SRI 051 ha. Và cái con này thì nó sẽ có một cái mặt dial màu trắng, có hiệu ứng chạy tia. Và cái kim cọc giờ của nó thì thiết kế kiểu lưỡi kiếm vắt nhọn, và kim cọc giờ của nó là kim cọc giờ lưỡi kiếm. Ở hướng góc 9 giờ thì nó sẽ có một cái cửa sổ open hớt, và các kim cọc giờ của nó thì được kẻ vạch. Đối với con này thì nó thiết kế cũng khá là đơn giản thôi. Phiên bản này phiên bản nhập nội địa Made in Japan, như các bác đã thấy ở trên màn hình nhỏ của các bác đây. Hướng góc 7 giờ các bác sẽ thấy rằng là có chữ Made in Japan này. Đấy, phiên bản nhập nội địa nhá. Và nó mang trong mình một cái cỗ máy caliber cũng khá là ngon, một cái cỗ máy 4R30, cỗ máy 4R38 các bác nhá. Đấy, 4R38. Đấy. Và cái con này thì nó được trang bị trong mình một bộ kính sapphire nguyên khối chống trầy gần như là tuyệt đối. Thì các bác sẽ có trong mình một con phiên bản SRI 051. Đây là một con phiên bản preset các bác nhá. Một con Seiko preset, và nó đây cái mã hiệu của nó ở đây. Và nó có một cái giá thành mức yên của nó là 44.000 yên. Hiện chi ra tiền Việt Nam nếu như chưa tính thuế về thì nó rơi vào đâu đấy tầm 8 triệu, loanh quanh 7 triệu 9 đấy, 7 triệu 8 mấy đấy, 7 triệu 9. Thì nếu như tính thuế về nữa thì nó rơi vào đâu đấy tầm 10 triệu, nó quanh tầm 10 triệu đấy. Và nếu như mà các bác mua tại cửa hàng em thì nó vô cùng rẻ. Em đang để con này là xách tay tại Nhật về, và giá thành của nó thì em săn sale về được cho các bác với mức giá của nó chỉ có là 5 triệu 6 cho một con phiên bản Seiko này. Đấy, mức giá vô cùng rẻ và hợp lý. Ngày trước em đang bán con này với mức giá của nó là 5 triệu 9 cơ. Đấy, đợt này thì em săn sale về được cho các bác một con, và giá thành của nó rẻ hơn rất là nhiều. Giá của nó chỉ có là 5 triệu 6 thôi. Đấy, được trang bị cho mình một bộ dây thép đúc đặc, phay xước các bác nhé. Đó, có một cái núm chỉnh hướng góc 3 giờ này, và nó chỉ có một nấc chỉnh thôi. Con này thì nó sẽ có lên có tay này, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đấy, tiện việc các bác chỉnh giờ đúng theo từng giây nhá. Đó, đây. Đấy, ở đây thì nó được trang bị cho mình một cái khóa khóa bấm ha, khóa bấm này. Đấy, rất là tiện lợi để chúng ta có thể gập ra gập vào. Về cái kích thước sai mặt của con này thì nó sẽ có cái gì? Sai mặt của con này thì nó sẽ rơi vào tầm 42. 42 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy loanh quanh 16 trở lên ha. 16 trở lên sẽ phù hợp với cổ tay, sẽ phù hợp với những cái sai mặt tầm 40, 39, 40 đổ lên. Đấy, tay ví dụ như cổ tay của em là cổ tay 16 này, đeo trên tay cái con này cũng vô cùng hợp lý này. Đó, nó không không bị quá to ha. Đó. Đấy là em lên ướm thử tay cho các bác xem về cái mẫu đồng hồ này. Và cái con này thì nó được trang bị, em rất là thích đặc điểm là nó được trang bị cho mình một cái khối kính sapphire. Khối kính sapphire nguyên khối thì nó sẽ chống trầy gần như là tuyệt đối rồi. Còn về phần đáy của nó thì nó sẽ có cái gì? Em sẽ cho các bác xem về phần đáy của nó nhé. Đây là đáy của nó này. Ở đây thì nó sẽ có ghi thông tin này. Ở Sapphire những cái con phiên bản lắp ráp tại Nhật thì nó sẽ có những cái chữ tiếng Nhật này nữa cho các bác này.
đấy, và nó làm kiểu đáy của nó là nó ghi ở phần trên kính luôn. Water system con này lên đến 13 độ trúng nước của nó là 100 mét nước, độ trúng nước cực kỳ cao. Sapphire Crystal này. Đấy, máy của nó 4R38 ha. Đó, độ trúng từ của nó thì một gạch này, Made in Japan này. Ở kia thì nó sẽ có một cái số series number của nó. Đấy, phiên bản nhân nội địa mà em bán mức giá của nó chỉ có 5 triệu 6 thôi. Thì các bác cũng biết rằng là em bán rẻ cỡ nào. Và em đang để giá tốt, hình như là tốt nhất thị trường rồi. Cho nên là các bác nào thích về cái phiên bản này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732822 nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. À, lời cuối thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.